ghế nhựa, xẻng, gậy là những gì mà nhóm thanh niên này dùng để đánh nhau. Đây là khung cảnh hỗn loạn trong vụ ẩu đả vào tối 3 tháng 3 năm 2024 gây náo loạn trên phố Lò Đúc tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chiều 4 tháng 3, lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan này đang truy tìm nhóm thanh niên gây ra vụ ẩu đả này để làm rõ, xử lý theo quy định. Trước đó, tối 3 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên dùng ghế nhựa, gậy, xẻng ẩu đả trên phố Lò Đúc. Trong khung cảnh hỗn loạn, một nam thanh niên dùng xẻng tấn công nhiều lần vào đối phương đang gục dưới lòng đường. Một thanh niên khác cầm gậy cùng đồng bọn đuổi đánh đối phương. Vụ hỗn chiến khiến người đi đường sợ hãi không dám lại gần. Lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng cho hay, sau khi nhận tin báo, cơ quan này đã cử cán bộ xuống hiện trường để làm việc, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh những người liên quan. Bước đầu, công an quận Hai Bà Trưng nhận định vụ ẩu đả xuất phát có thể do mâu thuẫn bộc phát giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Công an quận Hai Bà Trưng đang xác minh danh tính, truy tìm những người liên quan để triệu tập về làm việc.